chào mọi người ạ. Cái tờ giấy mà em đang cầm trên tay này có ghi 900 đô la Canada được gửi từ một cái mạnh thường quân, là một phụ nữ, dành cho trường hợp của chị Lê Thị Thúy, sinh năm 1971, quê Sóc Trăng, mà em đã từng ghi nhận cho mọi người cách đây khoảng 3 tuần. Nhưng mà bây giờ thì thay vì nằm ở bệnh viện quận Thủ Đức thì bệnh nhân đã được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy vì cái tình hình sức khỏe nguy kịch hơn và cái bác sĩ tuyến dưới không có còn khả năng để mà giúp chị cai máy thở nữa. Và đây, trước mặt đây là anh Nguyễn Minh Hải, là chồng của chị Thúy. Những ngày qua thì em liên tục nhận được cái lời cầu cứu của anh Hải, rất là thương, cho nên là cũng phải cố gắng để mà qua tiếp tục ghi nhận về cái tình hình của vợ anh, cho mọi người được rõ nếu mà ai có cái sự đồng cảm thì có thể giúp đỡ cho chị Thúy trở về lại với đứa con 13 tuổi đang chờ ở nhà. Chào anh Hải nha. Thì đây là cái số tiền mà hôm trước em có nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình, thì cũng là qua được một cái phần nào những cái ngày trước, đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì tình hình của vợ anh như thế nào rồi? Hiện tại bây giờ thì bác sĩ đang chữa cái liều thuốc cao hơn ở trên bệnh viện Thủ Đức một chút. Nhưng mà chi phí thì là một lần chữa là 40 triệu. Mà chữa làm 5 lần. Chữa đó là cái gì anh, thay huyết tương hả? Không, cái này là thuốc gì á, nó có một liệu trình của nó là có 8 củ nhỏ, anh không biết tên. Mà bác sĩ có nói là chi phí thì hơi cao, nhưng mà vì bệnh tình nó kéo dài quá nên là sức khỏe nó không đảm bảo nữa, không cai được máy thở. Đó là thuốc gì, thuốc vận mạch hay sao? Thuốc đó là thuốc đánh cơ, tại vì bị liệt cơ ngực. Nên nó không có hoạt động được, nên thở không được. Dạ. Bây giờ thuốc đó là thuốc đánh cơ. Vậy là bên Thủ Đức chuyển qua Chợ Rẫy là ngày nào anh, và bác sĩ nói tình trạng như thế nào? Bác sĩ chuyển qua ngày 27, 1 giờ trưa ngày 27 tháng 10. Sau khi 3 ngày chụp MRI với hội chẩn thì bác sĩ bên Chợ Rẫy có nói là sẽ là trước mắt là cho cai máy thở trước 2 ngày, nếu mà không được là phải vô thuốc. Mà sau những ngày đó thì không cai được, vẫn ngậm ống thở, nên hôm nay là mổ đặt ống thanh quản luôn rồi, thở trực tiếp luôn. Dạ. Để cho cái đảm bảo cái về vấn đề về sức khỏe, về bị viêm phổi. Và bây giờ thì đang nằm ở đâu rồi? Đang nằm ở khoa cấp cứu hồi sức của lầu 9 nội thần kinh. À, tới hôm nay là anh đóng hết bao nhiêu tiền ở Chợ Rẫy rồi? Đóng 60 triệu rồi. 60 triệu, dạ. Đóng tạm ứng đó hả? Đóng tạm ứng là 60. Cái tiền đó ngoài cái tiền mà Mạnh Thường Quân giúp cho anh thì anh vay mượn ở đâu mà anh có tiền anh đóng? Hiện tại là Mạnh Thường Quân hôm bữa đổi cho được 900 đô thì anh đổi được 15 triệu 700 mấy chục ngàn đó. Rồi còn phần còn lại thì vay mượn ở trên gần nhà trên đó đó. Vay mượn? Mượn là tiền lời, 10 triệu là 1 triệu tiền lời. 10 triệu 1 triệu tiền lời hả? Dạ. Người ta đã biết anh khó khăn mà còn lấy lãi như vậy luôn á hả? Thì người ta cho vay, mình đồng ý thì mình vay. Nên là hôm bữa đó là không còn cách nào nữa thì anh cũng vẫn phải vay để anh đóng. Ngày mai là không đóng, ngày mốt là đóng tiếp tục 40 triệu nữa. Rồi cái thuốc gì mà cũng khiếp vậy trời. Bây giờ chỉ còn một cách là cuối cùng đó là để chữa cho vợ thôi. Chứ còn nếu mà không được thì cứ có lẽ ngậm máy thở hoài cũng không được tốt. Sau một lần vô thuốc thì hôm nay là sức khỏe thấy có diễn biến tốt hơn và có giảm được máy thở rồi. Bác sĩ Tuệ có báo hồi sáng là tình hình rất là tốt, cố gắng để lo chi phí điều trị tiếp theo. Nên là chắc hy vọng là chắc đợt này chữa chắc được khỏi. Xin nhắc lại với mọi người, chị Thúy là cái trường hợp bị nhược cơ 4 năm trước, và trong suốt 4 năm trời thì người chồng tên Hải đưa vợ vào ra bệnh viện như cơm bữa, và có thời gian dài là anh phải nghỉ việc để anh vô bệnh viện chăm sóc cho vợ, để đứa con 13 tuổi ở nhà tự thu xếp công việc học hành, chuyện ăn uống. Và năm này qua tháng nọ thì con trai của anh Hải, con trai hả, con gái hả anh, dạ xin lỗi mọi người, là con gái. Thì thường xuyên phải bị nợ viện phí, và đến cuối năm thì mới có tiền để đóng. Và chắc là nhà trường cũng biết được cái hoàn cảnh của anh, cho nên là cũng du di,
cũng cho anh là thoải mái cái thời gian đóng tiền học phí. Nhưng mà về cái mặt sức khỏe thì vợ anh đang lâm nguy. Bệnh viện quận Thủ Đức thông báo là họ vô huyết tương và lọc máu cho vợ anh, tuy nhiên không có cải thiện. Và trước khi mà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thì ở phía bệnh viện quận Thủ Đức cái viện phí mà vợ anh bị nợ là gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên phía phòng công tác xã hội đã quyết định trích cái quỹ của phòng công tác xã hội để mà bù vô cái viện phí này, và anh không có cần đóng ở dưới đó nữa. Nhưng mà ở Chợ Rẫy bây giờ thì 60 triệu là cái tiền mà anh đóng tạm ứng rồi hả? Đóng rồi. Và hai ngày nữa còn 40 triệu nữa. Như anh ấy nói khi nãy thì cái tình hình tương đối là khả quan, nếu mà điều trị đúng theo lộ trình thì vợ anh có thể trở về. Rất mong là mọi người có thể chung tay một lần nữa giúp cho bệnh nhân Lê Thị Thúy có thể qua được cái cơn nguy kịch, quay trở về cuộc sống bình thường. Bữa giờ chắc là mình cũng nản nhiều đúng không? Dạ. Có lần nào mà vay tiền rồi người ta không cho mượn không? Có. Như hôm nay là gọi điện đi vay tiếp để chuẩn bị cho 2 ngày tới, thì người ta nói là vay nhiều quá rồi sao đóng lời nổi, người ta không cho mượn. Bây giờ đi vay chỗ khác. Một tháng đóng lời 1 lần hả? Dạ. Tiền lời là đóng, tiền nào trả gốc đó thì không phải đóng nữa. Nhưng mà bên người nhà, gia đình, bà con mình không có ai hỗ trợ mình được thêm đồng nào à? Cũng có nhưng mà không nhiều, tại vì anh chị cũng nghèo, không có giàu. Với bệnh suốt luôn chứ đâu phải là lâu lâu mới bệnh 1 lần. Nếu mà lâu lâu bệnh 1 lần thì gia đình cũng giúp đỡ nhiều. Còn cái này là cứ quanh năm lần, năm rồi là nằm 9 tháng ở bệnh viện. Năm nằm tới 9 tháng ở bệnh viện? Dạ. Năm nay là 4 tháng rồi, còn tháng này là chưa tính đó. Chưa ra viện, chưa tính. Chắc là mọi người chưa có quên được cái hình ảnh cái người phụ nữ ở trên giường bệnh chắp tay xá liên tục, miệng thì ngậm ống thở, cố gắng cầu xin mọi người giúp đỡ. Tại vì chị biết là chồng của chị đã rất là vất vả trong những cái ngày tháng qua rồi. Anh có lời nào muốn nhắn nhủ đến mọi người theo dõi clip này không? Anh chỉ cầu xin tất cả bà con, cô chú ở trên mạng á, thương xót cho vợ chồng anh. Vì căn bệnh nó cũng rất là ngặt nghèo, giúp anh trong các thời gian mà để có tiền để chữa bệnh cho vợ, để mau chóng được về với cuộc sống bình thường với con, với chồng. Đó là thứ cao duy nhất. Cách nay 2 ngày thì anh cũng có mời cha xứ vô làm lễ cho vợ nó trong phòng đặc biệt á. Cha xứ cũng có vô xúc dầu, cũng có cầu nguyện rồi, thì chắc là anh nghĩ phép màu sẽ hiện lên đối với anh. Cha xứ là bên mình là theo đạo Thiên Chúa ha. Vì anh cầu nguyện cho vợ anh hết bệnh thì vợ chồng anh theo đạo hết, nên là cầu xin cha vô làm lễ xúc dầu cho rước lễ cho anh trong bệnh viện luôn. Là mới vô thôi đúng không? Chứ lúc trước đây là chưa vô hả? Dạ chưa, mới vô cách đây 2 ngày. Cha làm lễ rồi xong hết luôn. Nói chung là mình bây giờ là báo phiếu được cái gì là báo phiếu đúng không? Dạ. Bây giờ hết đường rồi, không biết làm sao. Vợ anh mấy ngày nay có tỉnh táo không? Hôm nay tỉnh rồi, hôm nay biết, kêu là biết. Là hôm bữa là ở Thủ Đức là cái thời điểm chuyển qua là hôn mê à? Hôn mê 5 ngày. Qua đâu tới Chợ Rẫy vẫn hôn mê, vẫn không biết gì, nhưng mà sau vô thuốc được 2 ngày rồi thì cảm thấy nó sức khỏe nó có chuyển biến tốt hơn. Hỏi tới thì nói là ngực hết còn tức rồi, nhẹ ngực rồi, có thể là 1-2 ngày nữa có thể tự động thở được. Tinh thần là chính thôi ha. Rồi sẽ tiếp tục sẽ ghi nhận thông tin của anh để mà cho mọi người biết nha. Anh đọc lại cái số điện thoại của anh cho mọi người rõ đi. Số điện thoại của em là 0348634968. Anh đọc luôn, nếu mà anh nhớ số tài khoản ngân hàng cứ đọc luôn được. Số tài khoản của anh là 0801000265.
475 Nguyễn Minh Hải, Vietcombank, Bình Dương. À, mọi người đã nghe rất là rõ đúng không ạ? Thì xin nhắc lại một lần nữa, bệnh nhân Lê Thị Thúy bị nhược cơ 4 năm nay, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và còn nợ chồng, người chồng đã vay mượn rất là nhiều, bán được cái thứ gì thì cũng bán luôn rồi. Hôm trước em được biết thì có cái chiếc xe anh cũng bán là đúng không? Bây giờ thì anh chỉ mong cái phép màu đến với vợ càng sớm càng tốt để có thể về được với chồng con và dừng cái viện phí đang ngày càng lên cao nè. Mọi người có theo dõi clip này thì liên hệ trực tiếp với anh Hải hoặc là thông qua em nha. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người theo dõi clip này ạ.